trễ rồi, sorry. Ở đấy, ở xứ cowboy con gái bắn súng bằng 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 gì đấy, bên Mike Texas. Mất tiêu rồi ta. Mất tiêu rồi. Right here. Ok, tiếp. Bắt đầu nha, các anh chị. Let's start. Hôm nay mình học gì nào? Yeah, the verb tense with its present perfect hiện tại diễn tiến hoàn thành phải không? Hiện tại tiếp diễn hay diễn tiến hoàn thành gì đó, tùy các anh chị dịch đi. Hiện tại tiếp diễn hoàn thành, hiện tại hoàn thành. Sorry, hiện tại hoàn thành chứ. Hiện tại hoàn thành, right. Tiếng Việt nói không thông, kém thôi. Yeah, present perfect tense. Quên hỏi nữa. Các anh chị nắm vững thì hiện tại, em thì hiện tại tiếp diễn chưa? Are you good at do tenses? Các anh chị nắm vững hai cái thì đó chưa? Hả? Chưa hả? Thôi đi, tại Linh với lại Stephanie hôm qua chưa kỹ lắm hả? Yeah. Ghét quá à. Hôm qua làm bài tập quá trời luôn á. Ok, nhắc lại cho rồi đi. Ok. Nhắc lại tí xíu, ok. You're kidding? Thiệt hả? Tense. And it is raining. Okay? It's rain. And it is raining. Khi nào mình nói là it rains? When do you say that? And it is raining. Khi nào mình nói như vậy? Cái thì present tense á, mình chỉ nói trỏng thôi. Okay? Mình không có xác định là nó mưa khi nào, nó mưa bao lâu, chừng nào nó chấm dứt. Mình chỉ nói khơi khơi thôi à, cho dù mình không có thấy, mình cũng cứ nói như vậy. Okay. Không có rõ ràng gì hết trơn. Nói thẳng ra như vậy, không có rõ ràng gì hết trơn. Một trường hợp nữa. I am a student. Ok, mình mention một cái vấn đề gì đó, nó là một cái dữ kiện có thật, ít nhất là ngay lúc đó, thì mình cũng cần dùng cái thì này. I am a student. Right, một trường hợp nữa. A seven. Hoặc là
again the morning. Uh-oh, what wrong with this? Okay, give me. I get up at 7 o'clock in the morning. Nói lên một cái habit, một cái thói quen mà mình có. Khi mình cũng dùng cái thì này, right? Yeah. Một trường hợp nữa. At 7. Brush my teeth. Okay, sorry. Wash my face. Không có post ra được. Yes. Okay, I get up at 7, brush my teeth, wash my face and have breakfast. Thì đây nói lên một cái routine. Cái routine là một cái một cái sự việc mà nó có thật và nó diễn tiến theo trình tự, theo thứ tự. Okay. Cái này trước rồi tới cái này, rồi tới cái này, rồi tới cái này, đã thấy như vậy. Đó là một cái routine. Okay, the sun rise, then the trời mọc ở hướng đông không? Yes. The sun rises in the east. Đây là một cái through. Okay. Through là một cái sự thật, một cái sự việc nó có thật. Quá khứ, hiện tại, tương lai gì nó cũng có thật. Okay. Chứ không phải là một cái fact. Cái fact là hồi nãy là I'm a student đó. I'm sorry. I misspelled right there. Cái fact là I'm a student đó. Đó là một cái fact, là một cái sự kiện có thật, ít nhất là ngay lúc đó. Tương lai với quá khứ mình không có biết nó có thật hay không, nhưng mà ít nhất là ngay cái thời điểm mà mình đang nói nó có thật. I am a student, đó là một cái fact. Okay. Đó là cái cách dùng cái thì hiện tại, những cái điểm chánh. Anh chỉ cần nhớ những cái điểm chánh thì thôi. Còn ngoài ra những cái điểm phụ, như là khi mà mình một kể một cái câu chuyện gì đó, okay, thì mình cũng nên dùng cái thì hiện tại cho cái câu chuyện nó sống động hơn, mặc dù cái câu chuyện nó đã xảy ra rồi. Hay là mình nói về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật gì đó, mình kể lại, mình cũng kể bằng cái thì hiện tại. Hitler attack Poland in 1949. Cái ông Hitler đó, mình dịch là Hitler đó. Hitler, ông tấn công nước Ba Lan đó vào năm 1949, thí dụ như vậy. Đó là một cái sự kiện đã qua rồi, nhưng mà khi mình nói lại, mình cũng nói bằng cái thì hiện tại, nó nghe sống động hơn. Tưởng tượng như ông đang đánh cái nước Ba Lan vậy đó. Thế hay là những cái tựa đề ở trên những cái báo chí, hay là những cái tin tức trên TV đó, những cái headline đó, I mean headline đó, thường người ta cũng dùng cái thì hiện tại. Thấy như vậy. Còn cái present continuous, cái thì diễn tiến, thì nó rõ ràng hơn cái thì hiện tại. Những cái sự việc gì mà nó ngay cái trước mắt của mình, nó đang xảy ra hay là nó đang xảy ra, cho dù mình không nghe, mình không thấy, mà mình biết chắc chắn là nó đang xảy ra. Okay.
It's raining here. Ví dụ mình nói chuyện qua điện thoại, nói chuyện với bạn mình nói chuyện qua điện thoại thì mình cũng dùng, mình nói trời đang mưa ở ngoài kìa thì bạn mình cũng tưởng tượng được là trời nó đang mưa ở ngoài. Nó sống động hơn cái thì hiện tại đơn. Một trường hợp nữa mình cũng dùng cái thì này là sorry các anh chị. Mình dùng cái thì này là khi mà mình complain, mình than thở, mình than phiền hay trách móc một cái sự việc gì đó, mình cũng dùng cái thì này, nó làm cho người ta biết là mình đang bực mình, đại khái như vậy. Ví dụ mình nói she is, và mình dùng với những cái trạng từ always losing her key. Tại sao khi có S các anh chị? Tại sao khi có S nè? She's always losing her keys. Đố các anh chị biết tại sao khi có S ở đây? Yeah, đang complain, đúng rồi. Nhưng mà tại sao khi ở đây số nhiều? Very good hunter. Hunter thông minh thì thôi á. No, thường thường chìa khóa các anh chị phải để một chùm phải không? Phải không? Chìa khóa nhà, chìa khóa tủ sắt nè, tủ tủ tiền nè, chìa khóa xe nè, phải không? Right. Không chắc gì nhưng mà chỉ mình nói cái chung chung thôi, general thôi. Ok? Phải không? Yeah. Cái gì có chìa khóa nhà vệ sinh. Bậy bạ. Khóa gì khóa chứ đừng có khóa nhà vệ sinh nha. Ok? Ở bên Việt Nam mắc cười thì thôi á, nói thì mình mới nhớ về bên Việt Nam đi toilet cũng phải trả tiền nữa, ghế thì thôi. Phải không nè, phải không, cái toilet cũng phải trả tiền nữa kìa. Yeah, hai ngày, bởi vì khóa cái restroom là đúng rồi. Trời ơi, bên này đâu có cần trả tiền đâu. Mình mở cái business, mình phải mướn những cái người mà những cái người janitor chứ, phải không? Nó mình phải mướn những cái người janitor họ dọn dẹp, okay? Họ dọn dẹp. Bởi vậy janitor, janitor là gì? Người gì, người gì hả, là người gì, người lao công á, lao công á. Janitor, thấy không, người lao công á, thấy không. Bất cứ các anh chị, bất cứ các anh chị mở một cái business, ok, thì các anh chị phải mướn những cái người này sau sau giờ làm việc đó, họ vô họ quét dọn đồ này kia, họ đổ rác, họ quét dọn, họ chùi đồ đủ thứ hết trơn á. Okay. Đó, bất cứ business nhỏ, business lớn gì cũng vậy. Những cái business nhỏ thì tự tự động mình phải làm. Okay. Mình phải clean up restroom để cho khách họ vô họ thấy. Nói thiệt nha, cái restroom nào mà vô mà dơ đó, họ không có thèm vô cái tiệm của mình nữa đâu. Khái như vậy. Dạ, yeah, thì Tiểu My cũng nghĩ vậy. Tiểu My cũng nghĩ vậy. Okay, let's move on.
Thành ra cái thì mà present continuous dùng một trong một trường hợp nữa là khi mà mình thằng phàn nàn hay trách móc hay than thở luôn luôn là mất chìa khóa, chán ghê đi mất, đại khái như vậy. Mình cự nữ rồi này kia đó. Let's see what it's saying. Em một cái hay nhất của cái thì này là mình dùng trong cái cho tương lai đấy. Và tương lai rất là gần. Ví dụ the best, I'm sorry. Is leaving in 5 minutes. Ủa, tại sao cứ không có post ra được vậy nè, không có post ra được vậy nè. Và đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, dùng cái thì này cho tương lai. You stand in future. The bus is leaving in 5 minutes. And in this case, you have to put the times, right? Wait a minute. Chúng em sẽ trả lời cho các anh chị sau giờ học nha, những câu hỏi mà các anh chị hỏi trong PM á. Okay. Chúng em sẽ trả lời sau giờ học. And you this one when will read thì nó là một cái immediately plans, nghĩa là một cái dự định, một cái dự định, một cái intent mà nó sẽ xảy ra trong một cái thời gian rất là ngắn. Okay. Mình cũng dùng cái thì này, nghĩa là nó chưa có xảy ra. Nó là ở tương lai nhưng mà mình dùng cái thì này ở hiện tại, nhưng mà chỉ cái sự việc nó sẽ xảy ra ở tương lai và bắt buộc mình phải để cái thời điểm vô. Và thời điểm nó càng gần càng tốt, tại vì bắt buộc nó phải xảy ra mà, phải không? Đó là ba cái đặc điểm của cái thì present continuous three factor, ba cái yếu tố để dùng cái thì này. Okay. Arrangement, okay, arrangement and plan. Nó có cái intention ở trong đó nữa. Okay, rồi. Any question? Chị Mino chỉ cover những cái điểm chánh thôi, okay? Yeah. Just cover the main point only, okay? The plan takes off at 7 a.m. Đây là một cái fact. Okay. Khi mà mình nói cái câu này đó, thì có thể lúc đó, có thể lúc đó là 5 giờ, có thể lúc đó 6 giờ, có thể lúc đó 4 giờ. Okay. Mình nói một cái sự kiện nó có thật thôi. Đợi cho mình một cái xíu. Đợi cho mình trả lời câu này. Okay.
Sorry các anh chị. Các anh chị đặt câu hỏi giới hạn thôi please. Rồi tiếp tục. Bây giờ các anh chị nắm vững hai cái thì rồi phải không? Thì mình mới ôn lại thôi. Bây giờ không có làm bài tập nữa. Mình làm bài tập. Ok, let's see. Rồi bây giờ cái gì câu nào Tiffany? Be going to là mình be going to là mình sẽ học ở trong cái future, okay? We learn it in future time. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ học qua cái thì thứ ba. The present perfect tense. Express is an action that began in the past and have recently been completed or is continuing up to the present time. This tense is also used when an activity has an effect on the present moment. Diễn tả một cái hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và nó mới vừa chấm dứt ở hiện tại. Hoặc là nó vẫn còn tiếp tục ở hiện tại. Câu thứ hai nó lặp lại. Cái thì này thì cũng dùng khi mà một cái hành động nó đang diễn ra ngay lập tức. Khá như vậy. Cho thí dụ nha. I have finished my lunch. Recently completed, right? Mới vừa chấm dứt. Mới vừa xong. Cái hành động này nó đã diễn ra ở quá khứ rồi phải không các anh chị? Nó began in the past, right? Theo cái định nghĩa. And recently completed, right? Chấm dứt, mới vừa chấm dứt. Okay, now, một cái thí dụ nữa. I have lived here since 1975 for 30 years. Hoặc là I have lived here for 30 years. Cách nào cũng được. Cái hành động này nó đã xảy ra và nó vẫn còn tiếp tục tới hiện tại phải không? Tôi đang sống ở đây từ năm 1975. Hiện giờ tôi vẫn còn sống ở đây phải không? Hay là câu này. He has finished his work, so he can now rest. Not effect on the present moment. Phải không? Tôi mới vừa xong công việc nên giờ tôi được nghỉ. Tôi nghỉ một chút xíu, tôi nghỉ lại khá như vậy đi. Effects nghĩa là gì? Effects on the present moment. Cái hành động này nó vừa chấm dứt. Nó có ảnh hưởng tới cái hành động tiếp tục tiếp sau đó là he can now rest, right? Rồi bây giờ mình qua cái forming.
Thường thường một bài đó nó có cái định nghĩa, thấy không? Cái định nghĩa rồi cái cách thành lập cái thì đó ra làm sao, rồi using là áp dụng. Miếng trà lè quên mấy giờ? Giờ mình qua cái phần forming. Forming là cái thì này lập làm sao, cái gì vậy? Giống như là một cái công thức á. Okay. It is formed with the auxiliary verb have or has with the past participle have, has and past participle. Đây là cái công thức của nó. Nghĩa là mình dùng cái trợ động từ to have hoặc là has cho he, she, it với cái past participle. Cho thí dụ. Ví dụ mình nói I have studied, he has studied. Anh chị thấy I thì là I have and he thì phải là he has. You cũng là you have. You have seen dùng với cái past participle nghĩa là động từ có ed ở phía sau hoặc là động từ ở cái cột thứ ba của động từ bất quy tắc. Như thí dụ như động từ to see, see, saw, seen. Or she has seen this movie. Cái gì vậy? What is the past participle? Past participle là gì các anh chị? Có ai biết không? Có ai không biết không? Chứ không phải có ai biết không không? Có ai không biết past participle là gì không? Mình mới cắt nghĩa rồi đó. Có ai không biết không? Anyone who doesn't know what is a past participle? Ai cũng biết hết trơn hả? Biết hay không biết gì á? Để mình coi như các anh chị không biết cho rồi đi. Để không thôi bắt hỏi nữa. Không thôi hỏi nữa. Ok, participle are parts of the verb used to form many verb tenses set the same as the simple past form with its ending in ed. But if it differs, it is usually irregular verbs. Có nghĩa là gì? Cái past participle nghĩa là thường thường nó là động từ có ed. Ok. Nó giống y chang cái thì quá khứ là theo định nghĩa thì mình cắt nghĩa. Nó giống cái form của nó giống y chang cái thì quá khứ. Right? Nghĩa là lúc nào nó cũng có ed. Ví dụ mình nói I play hiện tại. I play. Cái participle, past participle nó có cái form giống y chang như cái form của cái quá khứ là có ed. Khác cái chỗ là nó có cái trợ động từ to have ở trong đó. Còn nếu mà nó không có ed ở phía sau thì có nghĩa đó là động từ bất quy tắc. Okay, irregular verb. Mình đã nói về bất quy tắc T
thì bắt buộc mình phải thuộc lòng, tại vì nó sẽ nằm ở cái cột thứ ba. Thế thí dụ như động từ to go, go went, and cột thứ ba nó sẽ là gone. Và khi mà mình dùng cái thể, cái thì mà past, present past, I mean present perfect, thì mình sẽ có động từ to have ở trong đó. I have. Nói cậu ta đi. He has gone. Cậu ta mới vừa đi, cậu ta mới vừa biến mất. Thành ra các anh chị thấy, nếu mà cái động từ chánh mà nó không có ed, nó khác á, thì có nghĩa đó là động từ bất quy tắc. Và nói về động từ bất quy tắc thì bắt buộc mình phải thuộc lòng, right? Có nghĩa là cột thứ ba nó không có ed. Thí dụ, I loved, right? I loved. I have loved. Hiện tại là loved, quá khứ là loved, and quá khứ phân từ cũng là loved. Trong khi đó động từ bất quy tắc thì nó khác hẳn luôn. Thí dụ như động từ to go. Oh, I missed one. Yeah. I went. Quá khứ phân từ là I have gone, phải không? Go, went, gone, right? And that was động từ quy tắc mình phải thuộc lòng. You have to memorize it. Okay, hay là know by heart. Lặp lại. Ok, đợi tí mình tí xíu nha. The past tense and the past participle are the same. Tại sao nó the same hả? Nhiều câu hỏi kiểu gì không biết trả lời sao nữa. Đó chỉ là cái luật thôi. Ví dụ có nhiều câu hỏi, tại sao gọi cái này là cái bánh mì mà không gọi là cái hỏi vậy thì mình không biết trả lời. Tại sao gọi cái này là cuốn tập mà không gọi là cây viết? Past tense and their past participle are the same. Okay. Yeah, tại sao gọi là Tiểu My không gọi là Tiffany? I don't know. Hỏi vậy là kêu bằng bí tại chỗ luôn á. Bí tại chỗ luôn á. I decided the issues yesterday. Đây là past tense. Các anh chị thấy cái past participle nó giống nhau. Nó chỉ khác cái là cái perfect tense nó có động từ to have ở trong đó. I have decided to take a leave by tomorrow. Thì các anh chị thấy nó là perfect tense mà nó dùng với cái past participle là ed cho hai cái thí dụ để trả lời câu hỏi đó. Bây giờ mình học cái thì này thì mình phải học cái luật, cái cách thêm ed hoặc đi, okay, cho động từ thường trước. Regular verb add the ed or d. Sometimes những cái động từ thường á, mình thêm ed hoặc là mình chỉ thêm d mà thôi. Trong những cái trường hợp nào? When it happened. Trường hợp thứ nhất, okay, điều này mình cần biết. Biết là các anh chị học rồi, nhưng mà chị My cũng review cho các anh chị. When a verb ends with two consonants thì mình sẽ thêm ed. Nghĩa là những cái động từ ở phía sau nó có hai cái phụ âm á. Okay. Bất cứ động từ thường nào nó có hai cái phụ âm thì mình sẽ thêm ed. Touched, asked, passed. Right?
là mình thêm ed. Trường hợp thứ hai, when a verb ends with a consonant preceded by two vowels. Trường hợp thứ hai, những cái động từ nào mà cuối cùng bằng một phụ âm nhưng mà đứng trước nó là hai nguyên âm. Okay. Mình cũng thêm ed. Thí dụ như động từ to heal. Healed, gained, thì mình cũng thêm ed. Cuối cùng là phụ âm là chữ L, right? Cuối cùng phụ âm là chữ N, nhưng mà đứng trước là hai nguyên âm là chữ EA, or AI. Phụ âm là gì, nguyên âm là gì? Các anh chị nhớ năm chữ này là nguyên âm. Okay. Những cái chữ còn lại ở trong cái alphabet order sẽ là phụ âm. Ví dụ như chữ B, chữ C, chữ D, chữ L, chữ M, chữ N, khái như vậy, nó sẽ là phụ âm. Chỉ có được này nha, nếu ai không nhớ, nhớ cái chữ quể quải là mình nhớ năm cái nguyên âm. Ok, trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba này nó giống, cũng tựa tựa như trong cái present tense. Có nghĩa là những cái động từ cuối cùng bằng chữ Y. Okay. When a verb ends in Y preceded by a vowel. Có nghĩa là những cái động từ mà cuối cùng bằng chữ Y đứng trước là một cái nguyên âm. Right? Thì mình cũng thêm ED. Ví dụ như động từ annoy, flay. Nhưng mà có một cái trường hợp ngoại lệ, cuối cùng bằng chữ y, mình không phải thêm ed mà thôi. Okay. When a verb ends in a consonant followed by y, we change the y to i and add the ed. Okay. Một xíu hả? Phải để cái microphone xa ra đó mà. Thì để gần vậy đi. Thì cái trường hợp này nó cũng giống như cái trường hợp mà chị mới chia sẻ các anh chị, cái thì present tense thêm es hay là s á, nhớ không? Thí dụ như động từ này liquefy, mình bỏ chữ y đi, omit the y and add the i and add the ed. Liquefy, worry, and yeah, worried. Thì nó giống như là cái cách thêm s and es cho động từ present tense vậy các anh chị. Một cái động từ cuối cùng bằng chữ y. Mình lặp lại cho các anh chị cho rồi đi. Sorry. Sáu chữ này á, nhiều khi mình treat nó as a vowel. Sáu chữ này mình coi nó giống như là một cái nguyên âm đi. Chữ y thỉnh thoảng cũng là một cái nguyên âm. Okay, thành ra sáu chữ này là một cái nguyên âm. Bây giờ mình áp dụng nó vô một cái động từ. Thí dụ như động từ to worry. Okay. Thì mình thấy cuối cùng nó là chữ y mà hả, mà là ít thì mình phải làm cho nó nhiều ra bằng cách là mình bỏ chữ y. Right. Rồi mình mới thêm ed. Okay. Các anh chị thấy không? Ít thì mình phải làm cho nó nhiều.
ra. Thí dụ như động từ to deny. Okay. Cuối cùng nó chỉ là một nguyên âm thôi, một ít quá đi, right? Mình phải làm cho nó nhiều ra. Then, he changed to I. Then, rồi các anh chị coi động từ này, to play. Sorry. To play ở phía sau mình cũng cuối cùng bằng chữ Y phải không? Ở phía sau mình có hai nguyên âm luôn, chữ A and chữ Y. Là nhiều phải không? Nhiều là mình không có cần làm cho nó nhiều thêm, mình không có bệnh để mi khỏe như con trâu vậy đó. Khỏe như con trâu vậy đó. Không bao giờ bệnh, ít khi nào bệnh. Ok. Yeah, mình có hai cái nguyên âm ở phía sau chữ A and chữ Y, nó nhiều rồi. Hai là nhiều phải không các anh chị? Thành ra đã nhiều rồi, mình theo cái luật chung là mình thêm ED. Ok. Dễ nhớ không nè? Hả? Chù hả? Dễ nhớ không nè? Dễ ẹt, thấy không? Thấy dễ ẹt. Tiffany dở thì thôi á. Không, mà thường thường con gái dở hơn con trai là chuyện thường, phải không các anh chị? Mình phụ nữ mình đừng có đòi bình quyền nha các anh chị. Mình đòi bình quyền là mình lỗ, biết làm sao lỗ không hả? Biết làm sao lỗ không? Tiffany không biết hả? Hồi xưa đó biết không? Hồi xưa đó phụ nữ bên Mỹ này đó chỉ biết là nấu cơm, nuôi con, khá như vậy, đi học. Ok. Rồi bây giờ mình đòi bình quyền, sao nó bắt mình ra cắt cỏ, đổ xăng, sửa xe, đủ thứ hết trơn á. Hả, bà nào cao cao bự bự là cắt cỏ mình. Nghĩ thì khá như vậy. Thiệt mà, thiệt mà. Rồi đi xe, biết sửa xe đó. Tại sao cái bà hàng xóm phải làm được mà em làm không được? Em bự con quá, em ra cắt cỏ anh mà. Qua Mỹ này rồi cắt cỏ mệt nghỉ. Thế đâu biết sửa xe đâu, đem ra shop. Thế đem ra shop. Khác một cái là hồi xưa nó đem ra shop cho mình, giờ mình phải đem ra shop. Hả, mà nói anh bận, anh mệt quá, em làm đi, em làm được mà. Thôi trở lại bài học. Ok. Em ra cắt cỏ đi, anh mệt quá. Có nhiều khi em còn bự con hơn anh nữa. Em còn mạnh hơn anh nữa. Thôi anh là em làm cho rồi đi, thấy gì. Ok, now, next one. Rồi, trở lại bài học nha. Các anh chị nhớ cái luật này không? Cái gì khi mà nó nhiều quá, mình theo luật chung. Còn cái gì mà nó ít á, thì mình mới bỏ rồi mình thêm vô cho nó nhiều thêm. Nhớ chưa? Hả? Không nhớ thì làm bài tập. Vậy làm bài tập nha. Kiểu mi thích, kiểu mi nói gì là phải áp dụng liền. Cho các anh chị nhớ tới dài luôn. Ok, let's have regular verb. Không muốn cái này. No, no. Yeah,
Cái này ít quá, phải kiếm cái nào nó nhiều nhiều cái đã. Cái mai mốt mình phải để dành cái này quá. Ok rồi, có cái này rồi. Cái này hay nè. Giờ bắt đầu nha. Mi cho các anh chị một cái động từ cuối cùng bằng chữ Y. Coi các anh chị thêm ED bằng cách nào nha. Ready chưa? Bắt đầu. Annoy. Okay. Annoy. Sao nghe thành worry được, khác mà bury and worry. Okay, khác mà. Một chữ O mà thôi. Một chữ O. Mà thôi. Yeah, worry. Right. Carry. Carry. Viết hai chữ luôn. Carry and carried. Double R, okay, double R. Rồi, what else? Từ từ để tìm ý kiếm nha. Động từ cuối cùng bằng chữ Y có ít quá phải không? Let's see. Có ít quá. Empty. Làm cho trống. Empty. Yes, empty. Empty cuối cùng một chữ Y thôi phải không? Thành ra nó ít quá, mình làm cho nó nhiều ra. Right, empty. Fry. Fry là chiên á. Okay, fry. Chiên á. Yeah, chỉ có một thôi phải không? Một ít quá mình phải làm cho nó nhiều ra. Ok, next one. Hurry. Hurry. Là vội vã. Đi đâu mà vội mà dạng. Hurry. Yeah, hurry cũng là một thôi phải không? Ít quá mình phải làm cho nó nhiều ra. Bằng cách mình bỏ chữ Y, mình thêm chữ I rồi mình add the ED. Okay, next one. Where is it? Play. Play. Yeah, play là hai lần phải không? A and Y. Nó nhiều rồi, mình không có cần làm chi cho nó nhiều thêm, mình chỉ thêm lực chung là thêm ED. Very good. Okay, next one. Let's see. Reply. Reply. Là trả lời lại đó. Ví dụ mình viết email, mình reply. Không phải rely nha. Reply. Reply. Okay. Reply. Giờ mình phải đọc rõ như vậy. Reply. So reply nó một chữ Y thôi phải không? Là ít quá mình phải làm cho nó nhiều ra, right? Okay, good.
Bây giờ cái nào khác nữa nha. Đợi tí xíu. Spray. 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 Spray là xịt đó. Xịt đó. Spray, spray. Anh đã theo luật chung. Stay. 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 Yes, stay là ít phải không? I mean nhiều chứ? Trời ơi, không nhìn trước nhìn sau. Stay là nhiều phải không? Đến hai lần A and Y. Thành ra nhiều mình chỉ theo luật chung thôi, không cần làm gì hết. Supply. Supply. Từ từ, từ từ. Không được nghĩ vô miệng tự mình nói như Angry Tiger. Okay. Supply. Supply là một phải không? Thành ra một là ít quá, mình phải làm cho nhiều ra. Okay, very good. Okay, buy. Thử nha. Angry Tiger. Quýnh cái chết bây giờ. Các chị nha, các chị bị Angry Tiger, cái này Angry Tiger nó lừa, các chị không phải tưởng mi nha. Okay. Buy đâu có cái thêm ed đâu. Buy là động từ bất quy tắc. Ok. Cái này là cho cái Angry Tiger cái bát đi. Coi chừng nha, mình chỉ áp dụng cho động từ thường mà thôi, please. Okay. Rồi, bây giờ tiếp tục nè. Stray. Stray. Stray nghĩa là gì ta? Stray như vậy đó. Stray nghĩa là gì? Let me look up. Stray có nghĩa là bị lạc á, bị lạc mất á, lác đác. No, cái này là tính từ là stray. Chứ không phải chỉ là good person rồi. Good people rồi. Lệ quên mấy cửa gì đó. Yeah. Terrify.
theo Refine là làm khiếp sợ ai, làm cho làm kinh hãi. What else? Let's see, còn nữa không ta? Kiếm nữa nha. Worry. Worry. Worry rồi mà phải không? Sorry. Em có mà phải không? Chị nhớ tới già chưa? Hả? Còn ai còn thắc mắc không? Thôi đi. That's enough. Cái gì quên liền. Không được chọc chữ mi nha, okay. Không được làm bộ nha. Không được làm bộ á. Okay. Làm bộ là mất giờ, okay. Làm bộ là mất giờ. Bully hả? Bully là nghĩa là gì? Bully nghĩa là gì? Let me see. It's not bully nghĩa là, let's see, ngoại động từ, động từ trêu chọc, áp bức, khủng bố hả? Bully, bully là áp bức, khủng bố. Ok, thì cái này nó cũng là một thôi phải không? Một nguyên âm. Những cái động từ cuối cùng bằng chữ Y. Nhớ chưa? Say yes đi please. Để mình qua cái khác học tiếp. Ngồi đây làm quái này sao? Say yes đi. Được cho những cái động từ cuối cùng bằng chữ Y. Let me bring up this one here. A multi-syllable verbs. Last syllable. It's not stressed, even when the last syllable ends with a consonant preceded by a vowel. Thì trường hợp này, mình làm gì? Mình chỉ thêm ed mà thôi. Có nghĩa là, nó nói là, nếu mà những cái động từ nó có 2 hoặc 3 hoặc 4 âm, thì nhiều âm đó, khi hai là nhiều, từ hai âm trở lên gọi là multisyllable. Mà mình nhấn cái âm cuối á, mình không có nhấn âm cuối thì trường hợp này mình chỉ thêm ed mà thôi. Cho dù cái âm cuối nó bắt đầu bằng một phụ âm và đứng trước nó là nguyên âm, mình chỉ thêm ed mà thôi. Thí dụ, có nghĩa là mình không có nhấn âm cuối nha các anh chị. Nói vậy thì nó hơi lộn xộn, nhưng mà một hồi chị My có cái trick cho các anh chị nhớ tới già luôn. Budget. Ở đây mình nhấn âm đầu phải không? Mình không có nhấn âm cuối, thành ra mình chỉ thêm ed mà thôi. Mặc dầu I should pause this one first. Enter. Mình nhấn âm đầu phải không? Enter. Mình không có nhấn âm sau. Hay là interpret. No, interpret. Right? Interpret. Mình nhấn âm thứ hai, chứ mình không có nhấn âm cuối. Thành ra mình chỉ thêm ed mà thôi.
Một trường hợp nữa. Con chuột này nó không có read this. Yes. The ED. When a verb has one syllable and ends with a consonant preceded by a vowel, có nghĩa là gì? Tại vì nó là một cái động từ có nhiều âm, nhưng mà nó không có nhấn cái âm cuối cùng, phải không? No, nó nhấn cái âm cuối cùng, thành ra mình phải double. Ví dụ như động từ này, nói vậy thì các anh chị hơi lẫn lộn, nhưng mà không sao, cứ nói để mình mention hết cái vấn đề ra rồi mình sẽ nói, mình sẽ summary nó. Ví dụ như động từ admit, cuối cùng là phụ âm, đứng trước nó là nguyên âm, right? Nhưng mà mình nhấn cái âm cuối, phải không? Admit, nhấn âm là mình bỏ dấu sắc vô, okay? Mình bỏ dấu sắc vô cái âm cuối là chữ mit hay chữ for. Admit, confirm. See, mình không có nói confirm, hay là mình không có nói admit, right? Mình nói admit and confirm. So mình nhấn âm cuối rõ ràng, right? Thành ra mình double cái phụ âm là T, and double cái phụ âm của confirm là R. So double T and double R. Rồi mình mới thêm ED. Anh chị hiểu rồi phải không? Cái này quan trọng nha, bây giờ mình làm bài tập. Mình ứng dụng nha, chịu không? Giờ mình ứng dụng nha. Mình học tới đâu mình ứng dụng cho mình nhớ tới già luôn, ok? Chịu không nha? Yeah, confirm. Mình không có nói là confirm. Không thể nào quên được các anh chị, không thể nào quên được. Nói lại này, những động từ cuối cùng là một nguyên âm, I mean là phụ âm, đứng trước là một nguyên âm. Thí dụ như động từ to admit đi. Cuối cùng là phụ âm, đứng trước nó là nguyên âm. Nếu mình nhấn cái âm cuối cùng thì mình phải double cái phụ âm T. Trong trường hợp này nhân cái âm cuối cùng là âm thứ mấy các anh chị? Âm thứ hai, phải không? Tại mình có hai âm thôi, phải không? Thành ra âm cuối cùng là âm thứ hai. Rõ ràng mình nhấn ngay chỗ chữ mit, phải không? Admit. Nhấn là mình bỏ dấu sắc vô. Admit.
Thành ra trong trường hợp này mình phải double cái chữ thì. Đây nói lại cho các anh chị. Rồi mình mới thêm ed. Còn một trường hợp thí dụ như là cũ hai hoặc là nhiều nguyên âm nhưng mà nó không có nhấn âm cuối cùng. Enter. Enter. Cuối cùng cũng là phụ âm là R, đứng trước là một nguyên âm là E, phải không? Nhưng mà trường hợp này mình không có cần double chữ R. Tại vì mình không có nhấn âm cuối cùng, mình đọc là Enter. Mình nhấn âm đầu mà đâu phải âm cuối đâu, phải không? Enter. Thành ra trường hợp này mình không có cần double cái chữ R, mình chỉ thêm ED mà thôi. Ok. Các anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu hai trường hợp phải không? Một cái nhấn âm cuối mình mới double, còn không nhấn âm cuối mình không double. Các anh chị nhớ chưa? Say yes đi please. Nhớ không? Hả? Nó chỉ áp dụng cái trường hợp cuối cùng phụ âm đứng trước là nguyên âm nha, áp dụng chỉ áp dụng nha, thử coi các anh chị làm được không nha. Chịu không? Chịu không? Ok, rồi bắt đầu. Cái này kiếm hơi khó nha, kiếm hơi khó nhưng mà không sao. Okay, let's see. Mấy cái động từ này có rất là ít. Ok. Consider. Giờ tụi mình nói không có nhấn giọng nha. Các anh chị biết nhấn cái âm thứ mấy á, các anh chị phải thuộc lòng. Còn không biết á thì phải lật từ điển. Dạ, chắc đánh ra quá. Ok, cái này có cần double không? Cần double không? Không. Tại sao? Tại sao? Phải biết trả lời tại sao nha. Hả? Yeah, tại nó không có nhấn âm cuối cùng mà như nhấn âm 2. Okay. Nếu các anh chị không biết nhấn âm nào lật từ điển, ok. Consider, concede, concede. Như nhấn âm 2 phải không? Consider, yeah, straight on the second one, second syllable. Ok, consider. Ok, coi chừng bị gài nha. Tụi mình không có nhấn âm cho các anh chị, để tự các anh chị làm. Tại sao dash một cái rồi để số 1, số 2 hay số 3 nha. Yeah, dash một cái, bring the one. Right, cover. Mình đâu có nói cover. Khi nào các anh chị nói cover thì nhấn thì double, ok. Nhưng mà nói với Tiểu My được. Tiểu My cười, cười mỉm chi các anh chị không thấy. Chứ đừng nói với Mỹ, ok. Nói với Mỹ nó cũng không dám cười nữa. Nhưng mà tối về nhà trùm mình nó cười. Nó cùng trùm mình nó nhớ là nó cười. Yeah, ok. Cái này nhấn âm 1, right. Thành ra mình không có cần double. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục. Nhớ để số 1 hay số 2 đi please. Nhớ để số 1.
bring that letter, I mean that word and the number. Okay, deliver. Okay, nhấn âm 2. Yeah. Đưa lại pen nha. Nhấn âm 2, deliver. Right? Deliver. Okay, very good. Okay, like, coi còn cái nào nữa. Này có rồi. Từ từ nha các anh chị, kiếm cái này nó hơi khó đó. Ờ, cái này một âm không kể. Okay, let's see. Hai âm. Okay, friend. Yeah, nhớ, bring the number after word. Phải để số 1, số 2 hay số 3, số 4 vô. Okay. Friend, phải không? Friend. Nhấn âm 1 phải không? Friend. Yeah, thành ra mình không cần double. Very, very good. Okay. And next one, mới thay đổi mục tiêu rồi. Very good. Happen. Mình đâu có nói là happen đâu, phải không? Happen. Right? Happen. Nhấn âm 1 luôn. Okay. Very good. Yeah, Hoover, right? Nhấn âm 1 luôn, phải không? Line. Yeah, line. Nhấn âm 1 luôn. Yeah, listen. Nhấn âm 1 luôn, phải không? Listen. You misspell pen. Listen. Okay, next one. Open, right? Open, nhấn âm 1, right? Open, nhớ để số vô nha nghĩa. Nhớ bring the number 2, okay? Để biết là nhấn âm 1 hay âm 2, âm 3 gì đó. Yeah, permit, phải không? Nhấn âm 2, very good. Nhấn âm 2 mà. Nhấn âm 2, help me please. Phải viết làm sao help me please? Yeah, permit, right? Mình không có nói là permit. Permit. Hay là động từ luôn nha, chứ không phải danh từ. Động từ, mình đang learn the verb.
Okay, next one. Mới thấy là mất tiêu rồi. Okay, bây giờ tới cái này. Be carefully with this one, okay? Mới mới đây mất tiêu rồi. Ok, cái này nha. Cuối cùng là phụ âm đứng trước hay là nguyên âm? Appear. Mình nhấn âm cuối mà phải không các anh chị? Phải không? Mình nhấn âm cuối mà chứ đâu phải nhấn âm một đâu. Pen. Pen. Berry. Right? Thành ra hai là nhiều, phải không? Tiếng mình nói rồi, cái gì nhiều nhiều mình không nhớ chưa? Right? Nó có hai lần, hai cái nguyên âm ở phía trước. Thành ra hai là nhiều rồi. Nhiều thì mình chỉ thêm ed mà thôi. Ok. See? Right? Mặc dù nó có nó nhấn âm cuối thiệt appear appear nhưng mà nó có đích hai, thành ra hai là nhiều rồi, mình chỉ thêm luật, mình theo luật chung là thêm ed mà thôi. Ok, nhớ điều này nha. Yeah, cái này thì Tiểu My tha cho các anh chị đó, tại Tiểu My chưa có mention, thành ra coi như tha cho các anh chị đi. Ok, now this one. Yeah, hai nguyên âm phải không? Land. Mặc dù nó nhấn âm hai phải không các anh chị? Nhưng mà nó có đến hai nguyên âm ở phía trước. Complain, phải nhấn cái âm cuối thiệt nhưng mà nó có hai nguyên âm, mình không cần double. Ok. Yeah, chili. Ok, chili. Contain, phải không? Nhấn cái âm cuối thiệt nhưng mà nó có hai nguyên âm. Contain. Okay, Hoon Lim, you just come into this room today or what? Come in mới được vào room này phải không?
Thích travel and travel. Yes, travel. Cái gì cho người đẹp, cái đấm dễ hoàng đẹp trai. Tưởng đẹp trai là phải be nice chứ con gái. Cho Hoàng một cái pass đi các anh chị hả? Cho Hoàng cái pass lên đầu đi. Ok, I don't know. Hôn lâm, I don't know. Ok, tính nói gì quên rồi, làm chữ mi quên rồi. Mình học cái present tense rồi phải không? Chị học cái điểm cái chị mình mention cái này rồi phải không? Which one is right? Cái nào đúng ha? Cái nào đúng? Traveling hay là traveling with one? Yes, male Virgo. Cả hai đều đúng hết, ok? Cả hai đều đúng hết. Người Mỹ đó, họ theo luật. Người Mỹ họ theo luật. Còn người Anh á, họ vừa thấy chữ travel là họ double. Không biết họ đặt riêng cái luật cho họ hay không, chứ mi không biết. Người Anh, người Úc, maybe người Canada luôn, I don't know. Người Mỹ họ theo luật. Đố các anh chị cái nào đúng luật nè. Travel with double elf or travel with just one elf. Cái nào đúng nè? Cái nào đúng? Hả? Cái nào đúng, cái một đúng hay cái hai đúng nếu mà theo luật? Cái một đúng hay là cái hai đúng? I'm sorry, I misspell. Yeah, cái số 2 mới đúng. Ok. Tại làm sao cái số 2 đúng? Tại vì mình đâu có nhấn cái âm âm cuối đâu. Mình nhấn âm đầu mà. Mình đọc là travel. Bỏ dấu sắc vô âm đầu phải không? Mình đâu có đọc là travel. Phải không? Đồng ý không nào? Mình nhấn âm đầu. Mình không có nhấn âm cuối. Khi nào mình nhấn âm cuối mình mới double. Phải không? Mà cái này mình nhấn âm đầu, thành ra người Mỹ đúng. Okay. Traveling actually nó chỉ có one L mà thôi. Okay. Còn traveling with double đó là sai luật. Nhưng mà tại khi một người Anh họ họ khi mà họ nói họ viết ra thì họ lúc nào họ cũng double L hết trơn. Thành ra cái này mình áp dụng cho cái past tense luôn. Okay. Nè, cái nào cũng đúng. Okay, cái nào cũng đúng tùy theo. Okay, traveling. Ok rồi, các anh chị nhớ tới già cái này chưa hả? Hả? Nhớ tới già chưa? Mình người Việt Nam mình dùng cả hai luôn. Ok. Rủi bữa đó mình mệt mệt mình làm biếng viết được nhiều, viết dài xong mình viết một eo thôi. Hỏi tại sao vậy? Oh, I learned English from America. Okay, American. Nghe mình nói như vậy. Okay, tôi học tiếng Anh từ người Mỹ nên tôi viết một L đó. Còn hỏi tại sao không theo đúng luật vậy? Phải tại sao double double L vậy? Oh, tôi học tiếng Anh từ từ người Anh. Okay, thành ra tôi double. Khá gì vậy? Với chữ mi thì một L thôi. Okay. Người ta nói ăn cây nào rào cây nấy gì đó, ai không nổ. Ăn cây nào rào cây nấy gì đó. Ok. Mình học ai mình theo người đó, nhất định theo. Ok. Rồi bây giờ các anh chị nhớ tới già chưa hả?
Cái táo rào rào cái me. Các anh chị nhớ tới giờ cái luật chưa? Khi nào mà mình nhấn âm cuối mình mới double, ok, mình mới double. Nhưng mà nếu mà ở trong một cái câu nó có double rồi thì mình không cần double nữa, nhớ điều đó nha. Giống như cái chữ khi giống như cái chữ này, giống như động từ này, ok, draw, drawing, mình không có cần double cái W nữa nha, ok, tại vì nó có cái chữ double ở trong đó rồi, W cũng là chữ double rồi, right? Thành ra mình không cần double. Trong khi đó cái này mình phải double, right? Yeah. Tại mình có cái chữ W rồi, phải không? Mình nói W rồi, giờ mình thêm double nữa. W, W, trời nói hồi cái sau bị ngọng luôn á. Ok. Rồi, các anh chị nhớ nhớ này rồi, phải không? Hả? Đấy. Nhớ tới già những cái luật này rồi, phải không? Bây giờ mình đi tiếp. Ok. Là các anh chị học rồi, ok, nhưng mà nhiều khi các anh chị bị tẩu hỏa đó, biết không? Hay Tiểu My có những cái trick, những cái mẹo cho các anh chị nhớ, ok. When a verb ends with e, like charm, charmed, tap, tapped, mình chỉ thêm d mà thôi, ok. Tại vì nó có chữ e sẵn rồi, mình chỉ thêm chữ d mà thôi. Oh, Tiểu My post là thiếu. When a verb end with e, I mean ie, thì trường hợp này mình cũng chỉ thêm chữ d mà thôi, tại nó có chữ y rồi, phải không? Thoại đồng. Loại, loại, right? Rồi đó là những cái lượt để mình khi nào mình thêm đi, khi nào mình thêm ed, khi nào mình double phụ âm, khi nào mình không double. Xấu nha các anh chị. Cái mẹo là những cái gì mà nó làm cho mình dễ nhớ, ok. Còn cheat là mình gạt người ta, ok. Cheat không phải là cái trick, cái cheat là những cái điều gì mà mình làm để mình gạt người khác, ok. Và còn cái trick có nghĩa là cái tip á, ok, cái tips á, cái gì vậy. Rồi bây giờ giờ mình học qua cái phần này cũng nằm trong last pronoun words from the past verb. Có nghĩa là past verb có nghĩa là động từ có ed, ok. Giống như động từ to play. Thì mình có ba cách phát âm, phải không các anh chị? Anh chị học với cô Hạt Cát hay là thầy SPOC, các anh chị đã biết cách phát âm theo luật, phải không? Còn với Tiểu My thì Tiểu My học theo Tiểu My, luật của Tiểu My, tùy theo các anh chị. Trường hợp thứ nhất, khi mình có ba cách phát âm T, D, or ID sau một cái động từ quá khứ. Không có post được.
There are three ways to pronounce T for the ending sound or D or ID. Ví dụ như động từ này, okay. Mình sẽ phát âm thành chữ gì các anh chị? Chữ T, blade, hay chữ D, blade, hay chữ it, bladed. Yeah, mình sẽ phát âm thành chữ D. Tại sao vậy? Tại vì mình sẽ theo luật, okay. Thì nếu mà nói về luật đó, các anh chị chỉ cần nhớ. Yeah. Trước nhất á, nó có ba luật tất cả. Trước nhất đó, những cái động từ nào cuối cùng bằng những cái chữ P, pronounce ending sound T, when the verb K, S, CH, SH, F, X, and H. Chữ P, mình nhớ cái câu này, chó sủa, ai cho tiếng đi câu này đâu quên rồi. Chó sủa, xôm, sao, khắp, phố, phường, ha ha ha, ok. Right, nghĩa là những cái động từ cuối cùng bằng chữ P. Thì mình sẽ, khi mà mình phát âm thì mình sẽ phát âm ra thành chữ T. Thí dụ như như động từ nào ta? Hay chữ K. Phải mà post công khai ra mà cần gì xin phép. Post công khai ra mà. Thí dụ như động từ to watch, okay. Giống như động từ to watch cuối cùng bằng chữ ch, có ở ch là cái chữ chó đó phải không, cuối cùng bằng ch, right. Thì khi mà mình thêm ed thì mình sẽ phát âm nó thành chữ t, okay. Watched. Watched. Các anh chị nghe không? Nghe cách nghe tiếng Việt phát âm chữ T cuối cùng không? Nếu mà các anh chị phát âm không được á, mình phải khắc, mình phải nói rõ ra trước. Ok, mình phát âm chậm chậm, nói rõ ra trước. What? What? Đây là hiện tại. What? Hiện tại thì mình phát âm thành chữ chờ. Ok. Ok, nghe chỗ này, ok, nghe chỗ này trước đã. Hiện tại mình phát âm thành chữ ch, watch, right. Nhưng mà quá khứ á, ok, thường các anh chị học á, với các thầy cô khác bắt các anh chị phải phát âm hai chữ luôn, phải không? Watched, watched, phải không? Nhưng mà Mỹ nó nói chuyện nó không có nói như vậy, học nó không có nói watched, nó không có nói như vậy, nghe so funny, ok. Không bao giờ họ nói watched. Các anh chị nghe Tiểu My nói rõ ràng hai âm phải không? Watched, right? Watched. Trời, nó nói như vậy Tiểu My sẽ miệng cười. Khi thành ra đó, khi mà mình thêm một âm nữa, cái âm nào chánh mình phát âm cái âm đó ra. Khi không có cần phải watched, không có cần phải nói như vậy. Khi watched, các anh chị nghe không? Watched, right? Cái âm CH đó, họ nhiều khi họ nuốt qua luôn, họ không có cần mà phát âm ra. Thành ra, don't make a big deal. Có nghĩa là đừng có quan trọng quá cái vấn đề. Bắt buộc mình phải phát hai âm luôn. No way. Okay. Right. Okay, để mình chia sẻ vậy. Các anh chị muốn theo, theo. Còn không muốn theo, tùy các anh chị. Okay. I watched. I watched. Có ai nói gì không nè? Hay ra nói lại nè, khi mình phát âm đó thì mình chỉ cần phát âm cái âm cuối cùng là âm chánh mà thôi. Khi mà mình nói I watch, họ biết mình đang nói hiện tại. Khi mà các anh chị nói I watched, họ biết mình đang nói quá khứ. That's it, vấn đề giản dị như vậy.
tại sao mình phải make a big deal, mình phải làm cho cái sự việc nó so complicated để tự làm khó cho mình, phải không? Đấy, phải không? Thành ra có nhiều thầy cô bắt các anh chị phải phát âm hai âm, kiểu mi thấy nó so funny, I don't know, kiểu mi tôn trọng họ chia sẻ các anh chị làm theo hay không thì tùy các anh chị. Ok, yeah, washed, right, washed. Các anh chị nghe cái âm T của Tiểu My nó nặng hơn phải không? Washed. Ok, I wash. Rõ ràng. I wash. Hiện tại. I washed. Quá khứ. Ok, rồi. Cái ending sau nó rất là khó phát âm các anh chị, có nhiều người phát âm không được, thì đây là một cái trick để mi chia sẻ với các anh chị, nó cũng dễ thôi chứ không có khó. Thí dụ như động từ to, để nói hết cái luật trước đi, thành ra những cái động từ cuối cùng bằng những cái chữ chữ của cái câu, I'm sorry. Gió sủa xôn xao khắp phố phường, ha 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 đó, thì mình sẽ phát âm thành chữ T. Ok, thôi động từ này cũng dễ, động từ your watch trở lại đi, thí dụ như động từ to watch, I mean watch hiện tại đó thì nó là ch, watch. Nếu mà các anh chị không phát âm được ch á, mình đọc rõ nó ra watch, 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 chờ đó, chờ, nhưng mà phải cong lưỡi lên. Ok, chờ, I'm sorry, chờ, anh chị cong lưỡi lên, watch, right, watch. Mình cứ nói nhiều lần như vậy, watcher, 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 watch, 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 right? Khi mà mình đọc nhiều lần đặng cho cái miệng của mình nó đọc được hai âm và mình lặp lại nhiều lần rồi mình khi mà mình lặp lại nhiều lần thì cái miệng mình nó cứ keep repeating, nó cứ cứ keep lặp lại hai âm nó cứ lặp lại hoài như vậy, mặc dù mình không có còn suy nghĩ nữa. Watcher, 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 watcher. Mình nuốt nó, mình chỉ đánh cái âm nó ra thôi. Watcher, 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 watcher. See, các anh chị nghe không? Phải không? Đó là cái cách mà mình phát âm cái âm cuối. Okay. Nếu mình phát âm không được, mình phải đọc rõ ra trước cho cái miệng mình có hai âm rồi mình mới đọc nhanh nhanh, rồi mình nuốt nó, mình chỉ đánh cái âm nó ra thôi. Okay. Rồi bây giờ tới cái quá khứ, thì cái quá khứ cái âm cuối nó sẽ là âm T, phải không? Watched, right? Watched, watched. Rồi mình đọc rõ nó ra, watched, 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 phải không? Watched, 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 watched. Anh chị nghe không? Anh chị nghe rồi phải không? Say yes, please. Thí dụ như động từ này, okay. Đây là play. I play. Cảm giác chưa ổn là các anh chị bắt buộc phải phải practice, phải 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 thực phải tập đó, biết không?
Thí dụ như đây là play, rõ nó ra trước. Play, đây là hiện tại. I play, quá khứ. Ở trước, played, 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 played. Anh chị thấy không? Nghĩa là mình đọc rõ nó ra trước cho cái miệng mình có hai âm. Mình bắt nó, mình lặp đi lặp lại hoài, tự nhiên cái miệng nó cũng sẽ lặp đi lặp lại hai âm. Rồi mình mới nuốt nó, đánh cái âm nó ra thôi. Played. Okay. Pushed. Cái nào cũng dễ hết. Pushed. Anh chị nghe cái âm T không? Pushed. 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 Right? Blade in. Okay? Blade in. Sometimes mình phải stop, mình phải ngừng, mình phải cắt nó ra. Thì mình đọc nó dễ hơn. Blade in. Đâu có bắt ai, đâu có ai bắt mình phải blade in, blade in, blade in đâu. Phải không? Blade in. See? Đó là cái cách đọc đó, gà hôn, gà hôn. Mình không có đọc là blade in nha, ok? Không được đọc blade in. I mean, không được đọc blade in. No way, ok? Không được đọc như vậy. Blade in. See? Stop một chút xíu rồi mình mới đọc cái âm sao. Đâu ai bắt mình đâu. Phải không? Right? Ok, rồi. Bây giờ trở lại bài nha. Đó là luật thứ nhất, phát âm thành chữ T. Nhớ cái câu chó sủa xôn xao khắp phố phường. Ngày hồi các anh chị có bài tập. Ok. Thì mình sẽ phát âm thành chữ T. Lại. À. Stopped. Cuối cùng bằng chữ P phải không? Stopped. 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 Right? Mình cứ đọc như vậy. Stopped. 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 See? I'm sorry that to be. I'm sorry, I misspelled. Okay. Thank you for reminding me. Stopped, right? Okay. Bây giờ mình qua cái luật thứ hai. Phát âm thành chữ D. I mean phát âm thành chữ phát âm thành chữ it trước, okay? Chữ ID. Pronouns ending sound ID hay là it. Tiếng Việt mình nó đọc là it, okay? It này đi. Đọc theo tiếng Việt, okay? Khi mà những động từ cuối cùng bằng chữ T hay là chữ D. Thí dụ như động từ to want hay là động từ to end. Cái động từ to need, right? Want. Cuối cùng bằng chữ T. Singular syllable cũng vậy. Cái này là N. N. Cái âm N ở cuối mình sẽ xuống giọng mũi. Ok, mình đọc cái âm N với cái âm M. Làm sao mà các anh chị nghe cái lỗ mũi run run mình mới đọc đúng âm. N. N đó. N. N. Ok. Em chứ không phải em không phải em như em anh của Việt Nam. Em en right. Rồi bây giờ ok, hai chữ này đọc khác. En end en end. Anh chị thấy không? Cái âm cuối nó rất là quan trọng. Nếu mà mình không phát âm được cái âm cuối ra
người ta sẽ nghe thành cái nghĩa khác, cái chữ khác. Thế and, end, right? Hay là các anh chị học với cô Hạt Cát hay là thầy ấy nó có luật, còn với tiểu mi thì tiểu mi quen, tiểu mi phát âm rõ ra trước, okay, rồi tiểu mi mới đánh âm nó ra thôi. Thành ra ít khi nào bị sai, mặc dù tiểu mi không có biết luật gì hết trơn á. Okay, rice, okay, rice, ce ở phía sau là âm s, okay, rice. Còn cái kia là rider, phải không? Nhớ nha, cái y ở phía sau mình không có phát âm được, mình bỏ nó ra. Thành ra cái âm cuối nó sẽ là âm d, phải không? Ride. Nói rõ ra trước, ride. Ride, phải không? Ride. Một cái là rice, còn một cái là ride. Ok. Đồng ý không nè? Nói tóm lại, các anh chị không phát âm được thì các anh chị đọc rõ nó ra, đọc nhiều lần cho cái miệng mình có hai hoặc ba âm bắt buộc, rồi mình mới đánh cái âm nó ra mà thôi. Okay. Rồi trở lại bài học. Want, want, right? Wanted, and, end, ended, land, land, landed, right? Ok, nghĩa là nói lại những cái động từ nào cuối cùng bằng chữ T or chữ D. We pronounce ending sound with the ID when the verb end with T or D, right? Đó là luật thứ hai. Luật thứ ba, pronounce ending sound D for the rest of the verb. Tất cả những cái động từ còn lại không nằm trong hai cái luật ở trên thì mình sẽ phát âm thành chữ D. Okay. Tất cả những luật còn lại, I mean tất cả những động từ còn lại thì mình sẽ phát âm thành chữ D. Thí dụ như động từ to blade, blade, clothes, clothed. Các anh chị thấy từng có make a big deal khi mà mình có hai âm loss, rồi mình làm sao mình phát âm thành lost, lost được, phải không? Thành ra mình bỏ cái âm S đi, không thể nào mình phát âm hai âm được. Mình không... I'm sorry. Cái này là close, có âm S. Okay. Còn cái này là closed, closed được. Closed. Okay. Listen. Ok, đó là ba luật về cái phát âm ending sound của động từ bất quy tắc, I mean động từ quá khứ, right? Any question? Anh chị hiểu rồi phải không? Nắm vững rồi phải không? Cách phát âm rồi phải không? Khi nào là D, khi nào là T, and khi nào là ID, yeah. Okay. Giờ làm thử bài tập nha. Okay, làm thử bài tập. I give you this one. His mother accept his reasons for being late. And add the ED and give me the ending sound TD or ID. Accept, accept or accepted. Okay, cho như vậy đó. Do this one please. A Z. Accepted or and being late.
đúng không các anh chị? Dạ, cho cái ending sau luôn, nó là TD hay là ED. Ok. Khi nào biết Z ở khi nào biết S á? Except tại sao nó là being, tại sao nó là being các anh chị, mà không phải là easily. Yep, không có playing được, không có playing được. Không, bây giờ mình đang áp dụng cái past, okay, cái ending sau của past tense, các anh chị biết cũng đúng, okay. Nhưng mà ở đây mình đang áp dụng cái ending sau của cái past tense. So we have to add the ed instead of ing. We have to use the past, not the past continuous. Yes, played and accompanied, right? Accompanied. Okay, next one. Nó mất tiêu rồi. Okay, now this one. Con chuột này thì mình không có post nó ra được. Okay, this one. Yes. The jury acquit him because they believe that the evidence, I mean evidence, prove him innocent. Acquit là gì các anh chị? Acquit là sentence him innocent ấy. Nghĩa là nói với ông ta là ông ta không có tội đó, phải không?
Cái nghĩa là gì? Là thả ông ta ra đó, to release or to discharge, right? Là thả ông ta ra phải không? Thả ông ta ra đó. The jury là ai gọi điện thoại. Phải mở cái Vietnamese dictionary nó dễ hơn. Và tha ông ta đó. Dạ, tha bổng á. Vietnamese dictionary nó nói là tha bổng là thả ông ta ra đó, tha ông ta phải không? Tha ông ta đó, thì mình nói đúng á. Ok, rồi làm cái này nha. Yeah, acquit. Nó là nhấn cái âm thứ hai phải không các anh chị? Acquit. Nhấn âm thứ hai phải không? Thành ra bắt buộc mình phải double. Và cuối cùng là chữ T. Thành ra ending sound nó sẽ là ID. Acquitted. Right? Him because they believed, right? I'm D, that the evidence proved him innocent. Innocent. Okay, very good. Okay, next one. Nhớ cho cái ending sau nha các anh chị. Sorry các anh chị, con chuột của Timmy nhiều khi nó không có read, nó không có chịu ăn. Ok, câu này nha. President Abraham, Abraham Lincoln abolished slavery. Abolish là hủy bỏ. Ok, hủy bỏ cái nạn slavery là nạn gì? Nô lệ, dạ. Hủy bỏ cái nạn nô lệ đi. Yeah, chế độ nô lệ. Right, abolished, right? Cái âm T. Because nó ending sound with the SH, right? Cuối cùng là SH. So nó sẽ là T. Okay, abolished. Okay, next one. The captain ordered the sailors to abandon the sinking ship. Cái người thuyền trưởng đó thì ra lệnh cho những người thủy thủ đó thì bỏ cái con thuyền đang bị chìm đi, có nghĩa là nhảy xuống sông á. Ok, đang dịch mình dịch là nhảy xuống sông á. Yeah, ordered, right? Ordered and abandoned. Yeah, âm D. Cuối cùng bằng D. Tại nó không có theo hai cái luật. Okay, next one. Okay, câu này nha. The old king abdicate and his son become king. Abdicate. Abdicate có nghĩa là thoái vị phải không? Nghĩa là không chịu làm vua nữa đó. Thoái vị phải không? Yes, abdicated. Phải không? Abdicated.
Các anh chị nhớ cái âm T, cái âm Y ở phía sau mình không có đọc nha các anh chị. Abdicate. Right, thành ra âm cuối này. Oh, I'm sorry. Right, đúng rồi, âm cuối nó sẽ là âm T, phải không? And then mình sẽ đọc là it. Abdicated. And his son become thành became. Right, động từ bất quy tắc thành became. Abdicated and his son became king. Ok, câu này nha. Những cái con chuột này ghét quá à. Ok, câu này được rồi. Because time ran out, Mr. Green abridged his speech. Bởi vì cái thời gian nó hết rồi, hết giờ rồi, nên ông Green abridged là gì các anh chị? Ông phải tóm tắt cái bài diễn văn của ông, ok, tóm gọn lại cái bài, tóm tắt cái bài diễn văn của ông. Giờ quá khứ của ran là ran and abridged. Rồi các anh chị thấy tại sao ran nó thành ran? Tại vì nó là động từ bất quy tắc. All the world are not so friendly and form the person in an irregular way. Có nghĩa là có vài cái động từ mình không có thích nó, tại vì nó là động từ bất quy tắc, nó không có theo luật nên mình không có thích nó. Okay. Và khi mà mình áp dụng cái quá khứ, mình cũng áp dụng cái cách mà khác, nghĩa là mình không có thêm ed. Okay. Thí dụ như động từ to. Thí dụ như động từ to drink thì cái điều này các anh chị bắt buộc phải thuộc lòng. Đây là động từ bất quy tắc. Tại sao bất quy tắc? Tại quá khứ nó không có thêm ed mà nó sẽ là drunk. Okay. Drink, drunk and drank. Quá khứ phân từ nó sẽ là drank. Và khi mà các anh chị học động từ bất quy tắc phải học thuộc lòng bắt buộc. Bằng không thì mình phải mở từ điển. Cái cách học thuộc lòng nó cũng dễ theo thôi các anh chị, nó cũng không có khó. Với Tiểu My thì Tiểu My sẽ chia sẻ các anh chị bằng cách này. Ok. Tất cả những cái động từ bất quy tắc nó có tất cả là sáu loại. Mình chia nó có tất cả là sáu nhóm chứ. Mình chia nó thành sáu nhóm rồi mình học. Tiểu My mở cái đó ra nha. Question the word right here and các anh chị mở cái list của động từ bất quy tắc đi Google nó rồi mở cái list nó ra. Ok, đánh chữ list hay là irregular verb list. Regular. Ok, verb. And less. Các anh chị Google nó rồi các anh chị đánh cái này thì nó sẽ ra cho các anh chị một cái list về các động từ bất quy tắc. Ok. Rồi các anh chị nhìn vô cái list đó, các anh chị chia làm 6 nhóm. Ok. Các anh chị chia làm 6 nhóm. Các anh chị mở ra thử đi. Coi được hay không? Coi có cái list chưa? Làm theo Tiểu My nói nha.
Rồi chưa? Có chưa? Mở ra được chưa? Do what I tell you please. Rồi chưa? Các anh chị có cái list chưa? Hả? Say yes đi please. Rồi. Ok, lo nhìn nhìn Tiểu My nè, đừng có gây lộn với nhau. Ok. Gây với Tiểu My nè, quýnh lộn luôn không? Muốn quýnh lộn không? Hả? Quýnh lộn không? Hả? Mở webcam ra. Nói đó mà gây lộn. Ok, gây lộn với Tiểu My nè, quýnh lộn luôn cũng được nữa. Mới vừa học Kung Fu hôm qua kìa. Ok. Rồi, có cái list rồi phải không? Bây giờ mình chia làm 6 nhóm. Okay. Nhóm thứ nhất, okay, là những cái động từ. I'm sorry, don't cut this, please. Chết rồi, nó mất tiêu rồi. Nhóm thứ nhất là những cái động từ nó có cùng chữ với nhau. Okay. Giống như động từ to hit, 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 right? Nó có những cái chữ giống nhau. Các anh chị bring ra đi. Dạ, yeah, cut, cut, cut. Còn gì nữa? Hả? Mỗi người bring ra hết trơn đi. Mình học chung với nhau mà. Phải không? Không kể cái read, 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 read. Nó khác nha. Okay. Nó hơi khác chút xíu. Hay là mình cho nó vô nhóm này cũng được. Ok. Put, 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 right? Cut, 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 right? Còn gì nữa? Còn gì nữa? Yeah, cái động từ to read nó đọc khác chút xíu. Read, read, read. Okay. Rồi gì nữa? Yeah, fit, fit, fit. Gì nữa? Okay, mình phụ nhau các anh chị, please. Mình sẽ có một cái list hoàn hảo, phải không? Còn gì nữa? Các anh chị coi trong cái list mà các anh chị mới vừa Google đi. Yeah, let. Set, set, set. Phải không? Set, set, set. Còn gì nữa? Hurt, hurt, hurt. Okay. Quick, quick, quick. Right, còn gì nữa? Các anh chị tự làm cái list cho mình luôn đi, please. Đó, mọi người chung với nhau mà làm, mình sẽ có một cái list rất là hoàn hảo. Right. Let, let, let. Nó hơi khác chút xíu, nhưng mà miễn nó viết giống nhau mình cũng đưa nó vô. Nhưng mà mình nhớ đọc khác chút xíu. Cost, cost, cost. Right? Bad, bad, bad. Spread, spread, spread. Slip, slip, slip. Right? Slip, slip. Slit. Cut cho rồi đi. Cut đưa vào đây. Quick, quick, quick. Set, set, set. Spread, spread, spread. Các anh chị phụ nhau làm các cái list đi please. Squat, squat, squat. Oh, I know now. Yes, it's right here, right here, and right here, and slip. Okay, các anh chị coi ở trên, ở trong cái text area rồi các anh chị làm cho mình cái list, okay? Yeah, upset, upset, upset. Nó có cái chữ set ở trong đó nên mình làm giống nhau. Right, còn hurt, hurt, hurt. Right, hurt. Yeah, split, split, and split. Flat, flat, and flat. Những cái động từ nào mà mình thường dùng á các anh chị, comment vote, ok? Đừng có dùng những cái động từ mà ít khi nào mình gặp,
Không cần, ghê nổi mà mình học những cái động từ mà thường đây cũng cũng là mệt nghỉ rồi, right? Cost. Ok, đây là cái nhóm thứ nhất. Ok, khi mà mình có cái list của cái nhóm thứ nhất rồi, mình phải học thuộc lòng. Ok, mình đọc như két như vậy đó, mà mỗi lần đọc phải đọc ba từ luôn, ba cái động từ luôn, chứ không có học một hay hai. Ví dụ mình đọc hit hit hit, set set set, put put put, quick quick quick, beat beat beat, red red red, là khá dễ, shut shut shut, knit knit knit, fit fit fit, hurt hurt hurt. Mình đọc riết rồi cái miệng mình nó sẽ quen. Giờ nói chữ hit là mình đọc hit hit liền, hit hit hit. Ok, cái gì vậy? Thank you, William. Set, 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 phải không? Và khi mà các anh chị học thuộc lòng vậy đó, mỗi ngày mình học một nhóm thôi, hay là một tuần mình học một nhóm thôi, thì trong vòng một tháng là các anh chị thuộc như két vậy đó, giống như tụi mi vậy đó. Nói một động từ là tụi mi biết hai cái chữ kia liền á. Phao phao phao, khép khép khép, cái gì vậy? Cái đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ nhất là dễ học nhất, phải không? Dễ thuộc nhất. Chỉ cần đọc chữ là mình lặp lại hai chữ kia. Biết biết biết. Fit fit fit, hurt hurt hurt, bad bad bad, let let let, hit hit hit, set set set. Đó, mình đọc gì đó. Ok, đồng ý không nè? I mean, chịu không nè? Rất là dễ các anh chị, trong vòng một tháng là các anh chị thuộc, không cần mở từ điển gì hết trơn á. Bảo đảm. Right? Ok, nào, nhóm thứ hai. Ok, chữ đầu viết giống, hai chữ sau viết khác. I mean, chữ đầu như vậy, hai chữ sau viết giống nhau. Ok. Yeah, nhưng mà ít thôi. Ít thôi chứ không có hầu hết. Ok, cái nhóm thứ nhất chỉ có những cái động từ như là read, read, read là đọc khác nè, mặc dầu viết giống. Phải không? Chỉ có cái động từ đó đọc khác chút xíu thôi, phải không? Right? Đó là nhóm trong nhóm thứ nhất đó. Và thêm một cái nữa là lẹ lẹ, đúng rồi. Hai thôi phải không? Get got gone. Get got gone. No, tiểu mình đang nói về cái nhóm thứ nhất viết giống mà đọc khác. Ok, I mean viết giống nhau hết. Tiểu mình đang nói về cái nhóm thứ nhất. Ok, tiểu mình chưa có nói tới cái nhóm thứ hai. Tại ai đang mention về cái vấn đề đọc khác á. Cái nhóm thứ hai, ok, cái chữ đầu nó như vậy nhưng mà hai chữ sau nó giống nhau. Phải, phao, phao. Các anh chị coi trong cái list đi, các anh chị sẽ kiếm ra cái nhóm thứ hai. Ok. Yeah, like say, set, set. Rồi gì nữa? Meet, met, met. Đấy, đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai nó cũng có hơi nhiều đó các anh chị. Have, had, had, right? Met, met, met. Các anh chị coi ở trong room mà các anh chị làm cho mình cái nhóm, làm cái list cho mình luôn, ok? Keep, kept, kept, right? Fight, fought, fought, ok? Stand, stood, stood, ok? Đó là nhóm thứ hai. Light, lit, lit. Và các anh chị phụ nhau mà post ra ngoài room cho các anh chị khác luôn, ok? Hang, hung, hung. Bring, brought, brought. Very good. Mean, meant, meant. Think, thought, thought. Yeah. Teach, taught, taught. Hear, heard, heard. Dick, duck, duck. Right? Một chữ đầu, hai chữ sau giống. Send, sent, sent. Let, let, let. Catch, caught. I mean caught, caught. Oh, không được. She said, said. Felt, felt, felt. Còn nữa không?
Yeah, understand, understood, and understood. Make, mate, mate. Hold your hand. Lend, lend rồi. Spend, spent, spent. Buy, bought, bought. Build, built, built. Đó là cái nhóm thứ hai. Okay. Còn gì nữa không? Lost, lost. I mean lose, lost, lot, met, met, met. Build, build, build. Leave, laugh, laugh. Phải không? Leave, laugh, laugh. Ok, đó là nhóm thứ hai. Trong cái nhóm thứ hai này, các anh chị cũng chia ra mà học. Mỗi lần á, mỗi ngày mình học chừng 5 từ thôi. Ví dụ mình nói five for four, mình đọc như két vậy đó. Nhớ nha, five for four, meet meet meet, five for four, hear heard heard, paid paid paid, được được được. Phải như vậy, keep kept kept. Đó mình học như 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 vẹt vậy đó. Okay, leave left left. Đó mình phải học ba chữ. Học thuộc lòng luôn. Felt felt felt. Right? Felt felt felt. She sat sat. Stand stood stood. Đó. Vậy đó là nhóm thứ hai. Okay. Nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba, ba chữ gần như là hoàn toàn khác nhau luôn. Okay. Và nó có cái rhythm, nghĩa là nó trùng âm á. Drink, drank and drunk. Begin, began, begun. Right, begun. Nó tựa tựa như vậy đó. Ba chữ nó khác luôn. Eat, ate, in. Sing, sang, sung. Drink, drank, drunk. Nó gần như nó trùng âm với nhau phải không các anh chị, nó rhythm với nhau. Ring, rang, rung. Begin, began, begun. And what else? Sing, sang, sung. Give, gave, given. Go and gone. Yeah, go and gone. String, spring and strung. Nghĩa là squee lại đó. Swim, squam, squam. Đó là nhóm thứ ba. Chọn là điều này đi. Nhóm thứ tư, những cái nhóm thứ tư tiểu mi chia nó ra là cái past participle, cái gì mà nó có ẩn ẩn ở phía sau á. Okay. Ví dụ như động từ to drive, mặc dù nó viết khác nhưng mà ở phía sau nó có cái ẩn ẩn á. Ví dụ như là oh oh what wrong. Ghét quá. Cái nhóm này nó cũng có rất là nhiều nha các anh chị. Và cái gì mà nó có ẩn ẩn ở phía sau. Drive, drove, driven. Ẩn, phải không? Driven. Fall, fell, fallen. Speak, spoke, spoken. Cái gì có ẩn ẩn ở phía sau á, phải không? Yeah. Biết, biệt, bin, it, ate, in. Nhóm này nó có rất là nhiều các anh chị. Drive, drove, green. Take, took, taken. Ride, rode, green. Rice, rose, rice, risen. Steal, stole, stolen. Thấy không? Để mình pause ra hết cho các anh.
chị. Nhớ làm cái list cho riêng mình nha. Okay. Hide, hidden. Take, took, taken. Ấn ấn phải không? Take, took, taken. Các anh chị coi trong cái list, Google list đó, là các anh chị sẽ thấy. Oh no, I can't do it. Backspace. Vậy đi. Steal, stole, stolen. I mean stolen. Right. Right, wrote, written. Shake, shook, shaken. Chú cho chosen. Chosen. Không có post cái gì ra được người ta. Freeze, froze, frozen. Yeah, choose, chose, chosen. Biết, biết. Bin. Ok, rồi. Đó là nhóm thứ tư. Ok. Những cái gì mà tổng những à, sáu nhóm thì mình chia nó làm sáu nhóm. Đó là nhóm thứ tư rồi phải không? Bây giờ qua nhóm thứ năm. Nhóm thứ năm thì cái past participle ở phía sau nó có cái chữ own. Grow, grew, grown. Okay. Nó không còn in nữa. Mà nó là own. Ví dụ như là own. Grow, grew, grown. Know, new, known. Right? Throw, to, thrown. Become, became, become. Come, came, come. Fly, flew, flown. Okay. Đó, cái gì ở phía sau nó có chữ own, 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 own. Là cái như vậy. Tear, tore, torn. Blow, blew, blown. Thấy không? Đây là nhóm thứ năm. Yes, đọc như như đọc rap vậy đó. Blow, blue, blown. Go, when, gone. Oh, no, 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 go, when, gone. Thật sự, go, when, gone cũng được. Nhưng mà tiểu mi sắp nó vô nhóm thứ sáu. Okay. Become, became, become. Grow, grew, grown. Drawn. Cái draw, drew, drawn. Nó chưa có hẳn nó là cái này thì mình để nó vô nhóm thứ sáu, ok, nó chưa có hẳn là own mà nó là drawn. Cái drew, I mean draw, drew, drawn, cái mình để nó vô nhóm thứ sáu là ba chữ viết khác nhau. And what else? No new known, no new known rồi, no new known rồi, ok, tear, tore, torn. Bear, bore, born. Tear, tore, torn. Đấy. Đó là nhóm thứ 5. Còn nhóm thứ 6 là viết khác hẳn luôn. Và nhiều khi đọc nó khác, nó không có theo những cái âm ở phía trước. Ví dụ như do did done. Do did done. Đây là nhóm thứ 6. Viết khác hẳn luôn mà nó không có theo cái nhóm nào phía trên hết trơn. Đây là lie lay land. Ok, lie lay land. Si so xin. Anh chị thấy nó viết khác hẳn mà đọc cũng khác luôn. Si so xin. Đây là nhóm thứ 6. Dive, dove, dived. Yeah, động từ to be luôn. Am, is, are. Quá khứ nó là been. Okay.
be, were, was, were and been. Đó là nó nằm ở trong cái nhóm thứ sáu. Ring, rang, run là nhóm gì mà nó giống, đọc giống giống nhau hết trơn á. Ring, rang, run là nhóm thứ ba. Thế ring, rang, run là nhóm thứ ba. Và nhóm ba, sing, sang, sun cũng nằm trong nhóm thứ ba. Right? Hay là begin, began, begun cũng nằm trong nhóm thứ ba. Cái gì phía sau nó chữ chữ ân, chữ run, chữ sân, thấy như vậy nằm trong nhóm thứ ba. Thế swim, squam, swum, spring, spring, sprung, sing, sang, sung, đó là nằm trong nhóm thứ ba. Ok, đó là tất cả là 6 nhóm. Đó, các anh chị chia nhóm ra rồi các anh chị học từ từ. Nhóm thứ nhất là dễ học nhất, mình phải thuộc lòng, học thuộc lòng luôn. Ok, this is, I mean, hit hit hit, la la la, set set set, cut cut cut, cut cut cut, bad bad bad, fit fit fit, knit knit knit, hurt hurt hurt, red red red. Đó, mình học như ghét vậy đó. Put put put, quick quick quick. Right? Các anh chị đọc vậy riết là các anh chị không cần suy nghĩ là tự nhiên cái miệng các anh chị nói mà. Mình vừa nói chữ hit cái sao nó lặp lại liền. Hit hit hit. Vừa nói chữ put nó lặp lại liền. Put put put. Khá như vậy. Đó, mình học từng nhóm như vậy. Ok. Rồi, rõ ràng chưa? Chịu không? Chịu chưa? Hả? Yeah, các anh chị học như vậy á, biết không? Tiểu My học như vậy đó, bây giờ nói một động từ là Tiểu My nói hai cái chữ kia liền. Thiệt mà. Học riết rồi các anh chị làm như gì bị người ta nói bị cái gì ưa lặp lại đó, bị cà lăm gì đó. Li lặp lặp, phịt phẹt phẹt, thiên thọt thọt, thịt thọt thọt, burn burn burn. Thấy như vậy, smell smell smell. Okay. Ok, rồi. Chịu chưa? Yeah, bảo đảm các anh chị học nhiều lắm là một tháng là các anh chị thuộc lòng luôn á. Mỗi ngày học 5, 5 động từ thôi. Nếu mà nhóm nào khó đó, mỗi ngày mình học 5 động từ thôi. Mà mình đọc như két vậy đó, biết không? Li lập lạp, smell some smell. Tell to to, biệt biệt, I mean by biệt bin. Pay pay pay. Hear hurt hurt, hang 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 hơn hơn, khá như vậy. Ok. Tổng hợp 6 nhóm ở đâu hả? À, let's see. Ghét quá. Ngày nào cũng bắt mình nấu cơm, nghiền ra rồi đút cho ăn luôn cho rồi đi. Chán thì thôi á. Ok, bây giờ anh chị nào muốn có cái list này chuẩn bị cho nè. Thế. Muốn có cái list 6 nhóm này chuẩn bị cho nè. Dắt hết mồ hôi nước mắt của tôi luôn cho rồi đi. Ok, let's see. Chuẩn bị gửi cho Tạ Linh đi, rồi Tạ Linh gửi cho các anh chị. Ok. Copy. Ok, where is Stalin and pen hả? Ai muốn thì mới gửi cái list ra, cái list 6 nhóm. Rồi các anh chị đó sẽ gửi cho các anh chị khác. Chứ tụi mình không có gửi hết được. Let's see, setting short room list with the. Ok, Stalin. Ok, right here. Cảm ơn. Rồi, ai muốn có cái list Tiểu My chia làm 6 nhóm đó thì PM cho Tạ Linh nha. And pen luôn phải không? Pen luôn phải không? Where is pen? P. Ok. She right here. Khi mà Tiểu My PM vô trong cái PM window nó hơi bị lộn xộn nha các anh chị. Các anh chị tự figure out ra. Ok. Rồi ai muốn nữa? Endless love. Chữ L right here.
Còn thiếu thì các anh chị thêm vô nha. Okay. Đây là những cái động từ nó rất là thông dụng. Okay, mình gặp rất là thường. Còn những cái động từ nào mình ít gặp, các anh chị đừng có để vô cái list. Mất công học lắm. Cái học như đây là mệt rồi. Add vô thêm còn mệt thêm nữa. Okay. Rồi. Chắc. Khi Yakan Đại Việt hả? Chị. I'm chị right here. Rồi. Võ Văn Tâm hả? Võ Văn Tâm hả? Võ Văn Tâm. Thì em cho Tiểu My đi để Tiểu My khỏi mất công kiếm cái nickname của anh chị trong room. Safe. And save it. Okay, open document text. Này cho rồi đi. Mà xin rồi có học hay không vậy? Hả? Xin rồi có học hay không vậy? Phải học nha các anh chị. Ok rồi đó. Bây giờ các anh chị nào cần cái list đó, thì PM cho Võ Văn Tâm nè. Who else? À, Võ Văn Tâm nè. À, Khanh Đại Việt nè. À, Pen nè. Tại Linh nè. Thấy như vậy. Ok PM. RC April nè. À, đấy. PM cho mấy anh chị đó thì sẽ có cái list. Không phải cái list nha các anh chị, có 6 nhóm, ok. Six groups list chứ không phải là cái list irregular verb. Cái list irregular verb các anh chị có thể Google thì có. Ok rồi, we have 30 more minutes left. So. Oh no. Overtime rồi phải không các anh chị? Phải không? Hết giờ rồi. Trời ơi. Hết giờ rồi. Gặp lại các anh chị tuần sau nha. Ok. Có lịch gì? Ta có lịch gì? You are very welcome. Ok, thank you. That's it for today. And the time is up. So we should dismiss now. And I'll see you next week. Ok. On Monday. Yeah, next week on Monday. And Tuesday at 8 p.m. Vietnam time. Jimmy, sorry, thầy. I'm sorry, thầy. Grammar nha. I don't keep track with the time, so. Okay, chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khá mệt ngày mệt đêm. Chữ R hả? Không có được rõ hả? Không được rõ là gì? Jimmy không hiểu. Chúc các anh chị khá một ngày mà đêm vui vẻ nha. Bình an và vui vẻ. Gặp lại các anh chị next week on Monday. Ok. Oh, nói tiếng Việt hả? Rồi. Hết rồi. I don't know. Dạ, người Nam nói thường thường hơi ngọng ngọng chút xíu. Không sao hết trơn à. Ok. Ok, gửi mai lại cho thầy grammar nha. Sorry thầy grammar. Mi không có keep track được cái time. Không ai remind me, không ai nhắc hết trường á. Hey, bye các anh chị.